Cậu bé này đến cơm cũng không có mà ăn, cậu mang chiếc máy phát điện loại nhỏ mà mình tự sáng chế cho bố xem. Chiếc máy này có thể mượn sức gió làm radio hoạt động. Cậu còn nói muốn làm một chiếc máy phát điện loại lớn, nếu có thể thì có thể dẫn nước ngầm tới ruộng rồi. Có điều là cần phải hy sinh chiếc xe đạp duy nhất trong nhà. Nhưng ai lại đi tin tưởng một đứa trẻ học còn không xong cơ chứ? Người bố rất tức giận, một tay hất hỏng chiếc máy phát điện, còn bắt cậu cùng mình đi cuốc đất. Đừng có dính đến cái đống đồ chơi vớ vẩn kia nữa. Con đến đây là để giúp bố cuốc đất. Nơi đây là Malawi, châu Phi. Trước đây không lâu đã trải qua một trận đại hồng thủy hiếm gặp. Người bố liều mạng cứu những hạt giống dưới lớp bùn lầy lội, nhưng vô ích. Đại hồng thủy qua đi thì lại đến nạn hạn hán đáng sợ. Đất đai khô cằn, không có một giọt nước nào. Nông sản đều chết khô. Mỗi lần cuốc đất chỉ toàn là cát bụi. Những kẻ có tiền đều đi đến nơi khác để lánh nạn. Còn những người ở lại, đến mạng còn khó giữ, chứ đừng mong ăn no mặc ấm. Rất nhiều người chết đói. Một bát cháo loãng là bữa ăn của cả một gia đình, cố gắng cầm cự đến sang năm khi có lương thực. Ở trường học, hiệu trưởng yêu cầu cậu bé đứng dậy, la mắng và bắt cậu xin lỗi. Chỉ vì cậu không nộp đủ tiền học, cậu bé nói bố mình sẽ nộp. Nhưng câu nói này đến chính cậu còn không dám tin. Hạn hán liên miên, sống được đã là cả vấn đề, chứ đừng nói đến việc học của con trẻ. Cậu bé này khát khao kiến thức, nhưng trong thời gian này, đây chỉ là một ước vọng hão huyền. Cậu bé muốn bắt chim để ăn tạm cho đỡ đói, nhưng ở cái nơi đất dữ này thì nào có chim đậu. Người bố thấy lương thực dự trữ trong nhà đang dần cạn kiệt, nhiều nhất cũng chỉ giúp họ sống thêm được 2 tháng nữa, mà vụ mùa tiếp theo phải chờ 1 năm nữa mới đến. Ông kêu cậu bé cầm vốn tích trữ của cả nhà đến kho lương thực để mua thêm, nhưng cậu còn chưa đến gần đó mà đã sợ đứng người. Số người xếp hàng còn đông hơn cả quân nguyên, mà số lương thực thì chỉ có hạn. Cậu liều mạng mới mua được nửa bao lương thực, nhưng muốn ra được khỏi kho cũng không dễ dàng gì. Những người dân gặp nạn không được coi là người bình thường nữa, họ đói đến phát điên rồi. Muốn đem được nửa bao lương thực ra ngoài cũng khó như lên trời. May mà có người mở cửa sau, cậu bé nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng về tới nhà mới phát hiện ra một chút lương thực đó ăn được vài bữa là hết. Nếu trời không chịu mưa, họ chỉ có thể chờ chết đói. Chiếc xe đạp này rất kỳ diệu, chỉ cần xe chuyển động là đèn trước sẽ phát sáng. Ánh sáng từ bóng đèn như ánh mặt trời chiếu vào mắt của cậu bé nghèo này. Cậu có một ý nghĩ táo bạo, tại sao không rút nước ngầm lên để giải quyết vấn đề hạn hán? Đáng tiếc là nơi này không có điện, thế là cậu bé phấn khởi đi tìm thầy giáo. Thầy giáo nói với cậu, cách lắp ráp bánh xe là một máy phát điện một chiều, hơn nữa còn giảng giải cho cậu nguyên lý hoạt động của máy phát điện này. Cậu bé nghe xong không biết có hiểu hay không, nhưng vẫn lộ ra sự hứng thú. Đây không chỉ là khát khao học hỏi kiến thức của riêng cậu, mà còn là hy vọng của cả dân làng. Thầy giáo bày cho cậu một cách, có thể đến thư viện để tìm ra đáp án. Nhưng cậu bé lại vừa bị đuổi học vì không nộp đủ học phí, không có cách nào để vào thư viện cả. Thế nên cậu bắt đầu đe dọa thầy giáo. Thì ra, cậu đã vô tình phát hiện được thầy và chị gái của mình đang lén lút yêu đương. Cậu bé rất tức giận, muốn trả thù thầy giáo, quyết định phá hỏng phương tiện đi lại duy nhất của thầy. Cũng chính vào lúc đó, cậu phát hiện ra chiếc đèn xe phát sáng. Thầy giáo không chịu được sự đe dọa của cậu em vợ, đành phải đích thân đưa cậu vào thư viện. Ở đây, cậu bé tìm thấy một quyển sách về việc tận dụng năng lượng, nhờ đó biết được việc phát điện dựa vào sức gió. Nếu được thì có thể dùng điện, rút nước ngầm lên để tưới ruộng rồi. Các nguyên liệu khác còn dễ, có thể tìm trong bãi phế liệu một lát là thấy. Nhưng quan trọng là máy phát điện một chiều chỉ thầy giáo mới có. Cậu bé ngắm trúng chiếc xe đạp của thầy, nhưng cậu vẫn không biết mở lời như thế nào. Vậy nên cậu đem kế hoạch vĩ đại của mình kể cho chị gái. Nào ngờ hôm sau, chị gái cùng thầy giáo bỏ trốn, chỉ để lại một mảnh giấy viết rằng nhà bớt được một miệng ăn, cùng với chiếc máy phát điện mà cậu bé luôn mong muốn. Cậu bé không thể chờ được mà mau chóng tìm các bạn giúp đỡ, dùng motor thay cho chiếc vòng bánh xe, tấm gỗ thay cho cánh quạt, sau đó dùng máy phát điện thay cho chiếc radio, cánh quạt từ từ chuyển động. Họ thành công rồi, nhưng với trình độ này còn lâu mới có thể cứu sống được dân làng. Họ phải làm một chiếc to hơn. Cậu bé này mang trong mình hy vọng của cả dân làng. Cậu mang tác phẩm của mình cho bố xem. Cậu muốn tạo ra một chiếc máy phát điện cỡ lớn để rút nước lên giải quyết hạn hán. Thế nhưng cần phải hy sinh chiếc xe đạp duy nhất. Tất cả linh kiện đều đã có đủ, chỉ thiếu một chiếc trục xoay lớn mà thôi. Nhưng ai mà tin được một đứa trẻ chưa học xong tiểu học lại có thể giải quyết được vấn đề mà người lớn còn đau đầu kia chứ? Người bố hết sức tức giận, không những không đồng tình với suy nghĩ của con trai mà còn một tay làm hỏng tác phẩm của cậu bé, hơn nữa còn mắng cho cậu một trận, nói rằng nếu như cậu rảnh đến vậy, chi bằng làm chút việc đi. Thế là người bố đi cuốc đất, nhưng đất đai khô cằn như vậy làm sao mà trồng trọt được, mùa khô còn kéo dài nhiều tháng nữa. Dân làng bỏ đi khắp nơi chạy nạn, những người ở lại chỉ còn cách chờ thần chết. Cậu bé tìm đến các bạn,
cùng đến thuyết phục người bố hy sinh chiếc xe đạp. Nhưng kết quả vẫn không khác gì, không những bị mắng mà còn bị đuổi ra ngoài. Nhưng cậu bé vẫn không bỏ cuộc, cậu tin rằng tri thức có thể cứu mạng bọn họ. Sự việc bỗng chốc chuyển biến, mẹ cậu bé sau khi biết được chuyện này liền cãi nhau với chồng, nói: "Sự việc đã đến mức này, sắp chết đến nơi rồi, ôm khư khư cái xe đạp để làm gì?" Sự giúp đỡ của người mẹ rất có tác dụng, người bố bỗng như tỉnh ngộ, đạp xe đi tìm con trai. Ông nói: "Trong đời có những thứ là ước mơ, có thứ lại là lời nói dối." Bản thân ông luôn cảm thấy rất tệ. Cậu bé kiên định nói với bố: "Đây không phải là ước mơ, cũng chẳng phải là lời nói dối. Bởi vì bố luôn kiên trì đưa con đi học, nên đối với con, bố luôn là người thành công." Sau khi mở lòng với nhau, hai bố con làm hòa, người bố đem chiếc xe đạp đưa cho con trai, còn giúp cậu thu gom những nguyên liệu cần thiết. Dân làng cũng nô nức giúp đỡ cậu. Không bao lâu sau, máy bơm nước ra đời, cậu bé mang máy bơm nước đến bên miệng giếng, nối nó với máy phát điện, treo thêm cánh quạt lên trên. Cánh quạt chuyển động, máy phát điện bắt đầu chạy. Thật sự có nước rồi! Hai bố con ôm chặt lấy nhau. Dân làng vô cùng phấn khích, đây là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Họ đều có lòng tin tuyệt đối rằng mình sẽ vượt qua được hạn hán. Bộ phim này được cải biên từ một câu chuyện có thật. Cậu bé tên là William, lòng kiên trì của cậu đã cứu sống cả ngôi làng. Sau đó William cũng rời khỏi làng, khám phá thế giới, còn đạt nhiều thành tích trong lĩnh vực khoa học môi trường. Trong một lần phỏng vấn, cậu từng nói: "Sức mạnh của tri thức không nằm ở việc nó mạnh yếu ra sao, nhưng nó có thể thay đổi được một con người, một gia đình và thậm chí là cả một dân tộc. Vận dụng tri thức, ta có thể thay đổi trời đất, có thể tạo ra giống lúa lai, có thể tạo ra điện, tạo ra nguồn sống. Là người trẻ, lại càng nên trau dồi tri thức để không bao giờ bị tụt lại phía sau." Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ phim. Mong rằng bộ phim này đã đem đến nhiều cảm hứng cho các bạn trong cuộc sống. Nhớ nhấn like và đăng ký cho kênh của chúng mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại!